Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng máy lọc không khí MCK55 một cách dễ dàng. Nhưng trước tiên, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lắp đặt phin khử mùi của thiết bị đúng cách. Được đóng gói gọn gàng trong túi nhựa để đảm bảo độ sạch của phin lọc. Đảm bảo lắp phin lọc vào giá đỡ một cách chắc chắn trước khi đặt nó vào máy lọc không khí và đóng lại. Bây giờ, bắt đầu vận hành. Đầu tiên, cắm dây nguồn máy lọc không khí và bật nguồn điện. Có 3 nút trên bảng điều khiển của máy lọc không khí, trong khi những cái khác là đèn LED biểu thị. Để bật thiết bị, hãy nhấn nút nguồn trên bảng điều khiển và bạn sẽ thấy một đèn màu xanh lục xuất hiện cho biết thiết bị hiện đang được bật. Thực hiện tương tự khi tắt máy lọc không khí. Lúc bên cạnh dành cho hoạt động tạo ẩm, nhấn nút để bật hoặc tắt chức năng tạo ẩm. Nút chế độ quạt ở ngoài cùng bên trái cho phép bạn thay đổi các tốc độ quạt và chế độ hoạt động. Tốc độ quạt sắp xếp từ yên tĩnh, thấp, tiêu chuẩn và turbo. Hoặc chọn 4 chế độ hoạt động khác nhau của quạt tự động. Chế độ tiết kiệm điện Econo, chế độ lọc phấn hoa và chế độ tạo ẩm của thiết bị. Chế độ quạt tự động điều chỉnh tốc độ quạt. Tùy theo mức độ ô nhiễm không khí trong phòng của bạn, tốc độ quạt sẽ tăng lên khi phát hiện nhiều sự ô nhiễm. Chế độ Econo là chế độ tiết kiệm điện, giúp tiết kiệm điện khi máy lọc không khí của bạn đang hoạt động. Nó có chức năng giám sát sẽ được kích hoạt khi phát hiện không khí đang sạch. Khi đó, cả hai chức năng Streamer và Active Plasma Ion sẽ tắt để giảm tiêu thụ điện năng. Khi phát hiện có bụi hoặc mùi hôi, cả Streamer và công nghệ Ion Plasma sẽ tự động được bật lại để làm sạch không khí. Chế độ lọc phấn hoa làm giảm mức độ phấn hoa trong phòng bằng cách tạo ra luồng không khí nhẹ. Bằng cách tự động chuyển đổi giữa tốc độ quạt tiêu chuẩn và thấp để dễ dàng hút phấn hoa. Chế độ ẩm tự động điều chỉnh tốc độ quạt và mức độ ẩm để đạt được điều kiện phòng dịu nhẹ cho da và cổ họng của bạn. Thiết bị đi kèm với một bộ điều khiển từ xa tiện lợi, cho phép bạn bật hoặc tắt thiết bị và chế độ tạo ẩm. Điều khiển tốc độ quạt và mức độ ẩm. Chỉ cài đặt độ ẩm thông qua điều khiển từ xa, chọn chế độ hoạt động, điều chỉnh độ sáng đèn báo LED và thậm chí khóa người trẻ em khỏi các nút trên bảng hiển thị của máy lọc không khí. Có 6 loại đèn báo LED khác nhau trên bảng điều khiển của máy lọc không khí. Các chỉ số bụi và PM2.5 cho biết mức độ bụi và các hạt siêu nhỏ có trong không khí, thường là từ khói mù và khí thải. Chỉ báo mùi cho biết mức độ mùi hôi có trong phòng. Các chỉ số này sẽ thay đổi màu sắc tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm trong phòng. Khi đèn LED báo Streamer sáng lên, nó cho thấy công nghệ Streamer đang hoạt động để loại bỏ các tạp chất bên trong máy lọc không khí. Trong khi đó, màn hình tạo ẩm cho phép bạn biết mức độ ẩm hiện tại của phòng. Và đèn báo MT cho bạn biết khi nào bình chứa nước để tạo ẩm hết. Các chỉ số này sẽ giúp bạn nhận biết và hiểu rõ hơn về chất lượng không khí và độ sạch trong nhà của bạn. Chỉ thế thôi. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng sử dụng và tận hưởng máy lọc không khí Daikin. Máy lọc không khí Daikin không chỉ mang lại bầu không khí trong lành và khỏe mạnh, mà còn là một sự an tâm. Perfecting the air, Daikin.